Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và Kim sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Language trang số 36 Review 1, Unit 1 to 3 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau vào phần nhiệm vụ số 1. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau: Match the phrase in A with the continuations in B. Có nghĩa là chúng ta sẽ nối cụm từ cột A với phần tiếp theo của cột B. Ở cột A chúng ta có số 1, Mr. Brown family members share, có nghĩa là gia đình ông Brown thì chia sẻ cái gì đó. Ở đây chúng ta thấy số 1 sẽ thích hợp để nối với C, the household duties, đó là các trách nhiệm trong gia đình. Câu số 1 hoàn chỉnh của chúng ta đó là Mr. Brown family members share the household duties. Gia đình ông Brown chia sẻ công việc nhà. Đối với câu số 2 chúng ta có vế đầu đó là Mrs. Brown cooks, có nghĩa là bà Brown thì nấu gì đó. Thì chúng ta thấy số 2 có thể nối với tương ứng đó là D. Mrs. Brown cooks meals and does the shopping, có nghĩa là bà Brown nấu ăn và mua sắm. Đối với số 3, Mr. Brown does, có nghĩa là ông Brown làm gì đó. Thì chúng ta thấy cái này sẽ thích hợp để nối với phần E, đó là the heavy lifting, các đồ dùng nặng. Mr. Brown does the heavy lifting, ông Brown thì làm các việc nặng nhọc trong nhà. Tom takes out, tức là Tom mang cái gì đó ra ngoài. Thì chúng ta thấy số 4 sẽ nối với A, chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là Tom takes out the rubbish and cleans the house, Tom vứt rác và dọn dẹp nhà cửa. Đối với câu số 5, chúng ta thấy số 5 chúng ta sẽ còn lại một phương án để nối, đó phương án B, Linda does the laundry, Linda giặt quần áo, đúng không ạ? Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1, cô và Kim sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau: Complete the conversation using the words from the box. Có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành đoạn hội thoại và sử dụng các từ ở trong câu. Ở đây chúng ta có các từ watch TV, xem TV, go rollerblading, có nghĩa là trượt ba tanh, lift weights là nâng tạ, và exercise là tập thể dục. Ở đây chúng ta sẽ vào với đoạn hội thoại. You really fit, Peter. Do you exercise very much? Bạn thật sự rất cân đối, Peter. Bạn tập thể dục rất nhiều đúng không? Peter đáp lại, well, I always get up very early and... À, tôi luôn thức dậy rất sớm. Và ở chỗ trống đầu tiên chúng ta có thể điền từ lift weights là nâng tạ. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là well, I always get up very early and lift weights for an hour. À, tôi luôn thức dậy rất sớm và tôi tập nâng tạ trong vòng một giờ. You are joking, bạn đang nói đùa sao? No, and then I grab the lake near my house. Và sau đó thì tôi làm gì đó ở quanh hồ gần nhà tôi. Thì chúng ta thấy ở chỗ trong số 2 chúng ta có thể điền từ go rollerblading, đó là trượt ba tanh. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là no, and then I go rollerblading round the lake near my house. Và sau đó chúng tôi đi trượt ba tanh quanh hồ gần nhà tôi. Đối với câu số 3, how often do you like that? Có nghĩa là bạn có thường xuyên làm cái việc gì đó như vậy không? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có thể điền từ exercise là tập thể dục. Câu số 3 của chúng ta đó là how often do you exercise like that? Có nghĩa là bạn có thường xuyên tập thể dục như vậy không? Peter trả lời, about 5 times a week, khoảng 5 lần một tuần. What about you, Laura? Còn bạn thì sao, Laura? Oh, I hardly ever. Oh, tôi hiếm khi. Ở đây chúng ta có thể điền từ exercise là tôi hiếm khi tập thể dục. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là oh, I hardly ever exercise. Oh, tôi hầu như không bao giờ tập thể dục. I usually just in my free time. Tôi thường chỉ làm gì đó trong thời gian rảnh rỗi. Thì chúng ta thấy số 5 chúng ta có thể điền từ watch TV. I
usually just watch TV in my free time. Tôi thường chỉ xem TV trong giờ rảnh rỗi. Really? Thật sao? Như vậy, cô và Kim đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chỗ trống số 1 chúng ta sẽ điền từ lift weights, nâng tạ. Chỗ trống số 2 chúng ta điền từ go rollerblading, đi trượt ba tanh. Chỗ trống số 3 chúng ta điền từ exercise. Chỗ trống số 4 chúng ta cũng điền từ exercise là tập thể dục. Và chỗ trống số 5 chúng ta điền từ watch TV là xem TV. Như vậy, cô và Kim đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau: write the words in the correct columns and read them aloud. Viết các từ đúng ở cột và đọc chúng thành tiếng. Chúng ta có các cụm phụ âm để sắp xếp các từ và các cột có cụm phụ âm tương ứng tr, kr, bl, gl và các cụm âm and, it. Đầu tiên với cột tr, chúng ta sẽ có các từ train, traffic, travel, trip và threat. Thứ hai đối với cột cr, chúng ta sẽ có các từ create, credit, critical, cream và crown. Đối với cột pl, chúng ta sẽ có các từ play, thumb, please, plus, và place. Đối với cột gl, chúng ta sẽ có các từ glide, glass, glue, glow và glow. Đối với cột ng, chúng ta có các từ statement, tiếp theo chúng ta có từ different, talent, movement, present. Đối với cột it, chúng ta có các từ did, fortunate, passionate, debate và lead. Như vậy, sau khi hoàn thành xong việc sắp xếp các từ đã cho vào các cột thì chúng ta thấy cột tr, chúng ta có từ train, xe lửa, traffic, giao thông, travel, du lịch, treat, đối đãi và threat, giáp. Đối với cột cr, chúng ta có các từ create, tạo nên, credit, tín dụng, critical, chỉ trích, cream, game và crime, tội phạm. Đối với các từ có âm pl, chúng ta có play, chơi, plum, mật, please, vui lòng, plot, cày ruộng và place là địa điểm. Đối với cột gl, chúng ta có các từ glide, trượt, glass, kính, glue, keo dán, glow, phát sáng, glow, quả địa cầu. Đối với cột có âm int, chúng ta có statement, lời tuyên bố, different, khác nhau, talent, tài năng, movement, sự di chuyển và present, hiện tại. Đối với các từ có âm it, chúng ta có date, ngày, fortunate, may mắn, passionate, đam mê, debate, tranh luận và late là muộn.
Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple to complete the sentences. Dùng các động từ ở dạng đúng như thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì tương lai đơn để hoàn thành các câu. Đối với câu số 1, hurry up, nhanh lên nào. Thì ở đây để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói là hành động xe buýt đang đến, thì động từ come chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại tiếp diễn, đó là is coming. Động từ to be tương ứng với từ the bus là động từ to be is, và động từ come chúng ta thêm đuôi ing là coming. The bus is coming. Và tiếp theo ở đây chúng ta diễn tả ý muốn với động từ want. Chúng ta sẽ không dùng thì hiện tại tiếp diễn, mà chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn ở thể phủ định. Chúng ta có don't và want. Hurry up, the bus is coming. I don't want to miss it. Nhanh lên, xe buýt đang đến. Tôi không muốn bỏ lỡ nó. Tiếp theo đối với câu số 2, please. Ở đây để diễn tả một lời yêu cầu không được làm gì, và chúng ta sẽ sử dụng dạng phủ định ở thì hiện tại đơn, đó là don't make. Please don't make so much noise. Làm ơn đừng ồn quá. Và ở đây đối với động từ trong câu tiếp theo để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với chủ ngữ là I. Chúng ta có động từ to be tương ứng là am. Sau động từ to be chúng ta sẽ cộng với động từ dạng verb ing là động từ studying. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là please don't make so much noise. I am studying. Xin đừng ồn quá, tôi đang học. Đối với câu số 3, don't speak English and French. John nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở đây dùng để diễn tả một sự thật, một thói quen ở thì hiện tại, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Với chủ ngữ là John thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ thêm S vào đằng sau động từ. Đây là động từ speaks. Chúng ta thêm S vào sau động từ. Và tiếp theo now. Ở đây có dấu hiệu chỉ thời gian là now, hiện tại, để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nào, thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Và với chủ ngữ là he thì hiện tại tiếp diễn của chúng ta sẽ cộng với động từ to be và động từ dạng verb ing đó là speaking. Câu của chúng ta đó là he is speaking French to some visitors from Paris. Anh ấy đang nói tiếng Pháp với một số du khách đến từ Paris và hiện tại. Đối với câu số 4, I so thirsty now. Tôi đang rất là khát. Ở đây để diễn tả trạng thái tại thời điểm nói, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn I am cộng với tính từ. I am so thirsty now. Tôi đang rất là khát nước. Và ở đây là câu tiếp theo để diễn tả hành động được quyết định ngay tại thời điểm nói, chúng ta sử dụng thì tương lai đơn với will và động từ nguyên thể. Đây sẽ cụ thể là will bring. Câu của chúng ta đó là okay, I will bring you some water. Ok, tôi sẽ mang cho bạn một ít nước. Đối với câu số 5, the vacuum cleaner. Cái máy hút bụi này đang như thế nào đó. Thì ở đây để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, đó là isn't working. This vacuum cleaner isn't working. Và B sẽ trả lời là just a moment, chỉ một lát thôi, tôi sẽ chữa nó cho bạn. Ở đây diễn tả hành động được quyết định ngay tại thời điểm nói, chúng ta sử dụng thì tương lai đơn bằng cách sử dụng will và động từ ở nguyên thể, đó là will fix. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là this vacuum cleaner isn't working. Cái máy hút bụi này không hoạt động. Just a moment, chỉ một lát nữa thôi. I will fix it for you. Tôi sẽ sửa chữa nó cho bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 5. Nhiệm vụ số 5 của chúng ta như sau. Write the sentences beginning with the words phrases given without changing the meanings of the given sentences. Có nghĩa chúng ta sẽ viết các câu bắt đầu bằng từ, cụm từ được cho mà không làm thay đổi ý nghĩa của các câu đã cho. Thì ở đây
Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu bị động, chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ, cộng với động từ to be chia theo thì của câu đã cho và động từ ở dạng phân thứ hai. Đối với câu số 1, people don't use his throat very often. Mọi người thường không sử dụng con đường này. Khi chuyển sang câu bị động, chúng ta sẽ đưa phần tân ngữ this throat lên làm chủ ngữ. Theo sau this throat, câu đã cho ở thì hiện tại đơn. Cho nên ở đây chúng ta có phần động từ to be tương ứng, đó là is, và ở thể phủ định đó là isn't. Và sau is thì chúng ta có phần động từ ở dạng phân từ 2, đó là phần động từ use very often. Câu số 1 hoàn chỉnh của chúng ta đó là this road isn't used very often. Con đường này không được sử dụng thường xuyên. Đối với câu số 2, they do not often invite David to parties. Họ không thường mời David đến dự tiệc. Thì đối với câu bị động, chúng ta sẽ đảo tân ngữ David lên làm chủ ngữ. Và ở đây câu đã cho ở thì hiện tại đơn. Cho nên đối với câu bị động thì chúng ta sẽ có phần to be chia theo thì hiện tại đơn, đó là is. Và ở đây dạng phủ định chúng ta có is not often. Với động từ invite thì chúng ta sẽ có dạng phân thứ hai, đó là invited to parties. Chúng ta có câu bị động đó là David is not often invited to parties. David thường xuyên không được mời đến các bữa tiệc. Đối với câu số 3, The menu includes fruit juice. Thực đơn bao gồm nước trái cây. Thì đối với câu bị động, chúng ta sẽ đưa phần tân ngữ fruit juice lên làm chủ ngữ. Và câu đã cho ở thì hiện tại đơn, cho nên phần động từ to be tương ứng của chúng ta sẽ là is. Và phần động từ chính của chúng ta include, chúng ta sẽ thêm ed để tạo thành dạng phân từ 2, is included in the menu. Câu số 3 của chúng ta đó là fruit juice is included in the menu, có nghĩa là nước ép trái cây được bao gồm trong thực đơn. Đối với câu số 4, they clean Mr. Miller's room every day. Họ dọn dẹp phòng của ông Miller mỗi ngày. Thì phần tân ngữ ở trong câu của chúng ta là Mr. Miller's room và phần động từ của chúng ta clean. Ở đây câu đã cho ở thì hiện tại đơn, cho nên đối với câu bị động chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với động từ to be tương ứng là is, và sau đó là động từ dạng phân từ 2, đó là clean. Và chúng ta có phần mệnh đề trạng ngữ chỉ tần suất thời gian every day. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là Mr. Miller's room is clean every day, có nghĩa là phòng của ông Miller được dọn dẹp hàng ngày. Đối với câu số 5, people can hear the music from far away. Mọi người có thể nghe nhạc từ xa. Thì ở đây chúng ta thấy câu đã cho với động từ khuyết thiếu là can và tân ngữ là the music. Thì trong câu bị động chúng ta sẽ có phần chủ ngữ là the music. Và đối với câu bị động với động từ khuyết thiếu can thì sau động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ có can be cộng với động từ dạng phân từ 2, đó là heard. Và phần mệnh đề trạng ngữ from far away. Câu số 5 hoàn chỉnh của chúng ta đó là the music can be heard from far away. Âm nhạc có thể nghe được từ rất xa. Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 5 thì cô và Kim sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 6. Nhiệm vụ số 6 của chúng ta như sau: match the beginning in A with the endings in B. Nối đoạn đầu của cột A với đoạn kết ở phần B. Đoạn đầu cột A chúng ta có các đoạn đầu như sau: I always enjoy visiting New York. Tôi luôn luôn thích đến New York chơi. Và chúng ta sẽ nối với phần tương ứng của cột B, đó là phần C. But I wouldn't like to live there because it's too noisy. Nhưng tôi không thích sống ở đó vì nó quá ồn ào. Ở đây để nối giữa hai câu, chúng ta sử dụng liên từ but để thể hiện ý nghĩa trái ngược giữa hai câu. I always enjoy visiting New York, but I wouldn't like to live there because it's too noisy. Tôi luôn luôn thích đến New York chơi, nhưng tôi không thích sống ở đó vì nó quá ồn ào. Đối với câu số 2, we stay at home, chúng tôi ở nhà, thì chúng ta sẽ nối với vế tương ứng, đó là and watch television và xem TV, đó là phần D, 2 chúng ta nối với D.
We stay at home and watch television. Chúng tôi ở nhà và xem TV. Ở đây để nối giữa hai về câu, chúng ta sử dụng liên từ and để thể hiện là về thứ hai sẽ bổ sung ý nghĩa cho về câu thứ nhất. Đối với câu số 3, do you want to play tennis? Bạn muốn chơi quần vợt. Chúng ta sẽ nối vào về câu tương ứng ở phần B, đó là về E. Or are you too tired? Hay là bạn quá mệt mỏi. Ở đây để nối giữa hai về câu, chúng ta sử dụng phần liên từ or, hay là để thể hiện cái sự lựa chọn giữa một trong hai vế câu. Do you want to play tennis or are you too tired? Bạn muốn chơi quần vợt hay là bạn quá mệt rồi? Đối với câu số 4, the water wasn't clean. Nước không sạch lắm. Và chúng ta sẽ nối với vế câu tương ứng ở phần B, đó là A. So I didn't go swimming. Nước không sạch lắm, vì vậy tôi đã không đi bơi. Ở đây chúng ta để nối giữa hai vế câu, chúng ta sử dụng liên từ so để thể hiện rằng vế câu thứ hai sẽ là kết quả của vế câu thứ nhất. Đối với câu số 4, the water wasn't clean, so I didn't go swimming. Nước không sạch, vì vậy tôi đã không đi bơi. Tiếp theo với câu số 5, it is a nice house. Đó là một ngôi nhà đẹp. Chúng ta sẽ nối với vế câu tương ứng ở phần B, đó là vế câu B. But it hasn't got a garden, nhưng nó không có vườn. Ở đây chúng ta sử dụng liên từ but để nối giữa hai vế câu để thể hiện ý nghĩa trái ngược giữa hai vế câu. It's a nice house, but it hasn't got a garden. Đó là một ngôi nhà đẹp nhưng nó không có vườn. Như vậy cô và Kim cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần language trang số 36 review 1 unit 1, 2, 3 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Kim hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc Kim học tốt và hẹn gặp lại Kim trong những video tiếp theo. Xin chào.